Mà xin chào các bạn nha. Trong video đây này thì em sẽ đăng lên một ít dây hàng bãi của Nhật để tiếp tục cho anh em có nhu cầu nha. Bởi vì từ hôm qua tới giờ cũng rất là nhiều bác dặn em là dây AV bãi Nhật đăng lên để cho anh em xem cũng như là tham khảo nha. Thì những cái dây này của nó là dây đồng giá hết là 100k. Từ những cái dây này này, đồng giá hết từ 100k tới 150k nha. Như cái dây em đang cầm là 100k này. Con này là dây 6 đầu mà mỗi đầu là 3 cái chấu bông sen nha. Nó được mạ đồng nè, anh em để ý là cái giắc của nó là mạ đồng ông bông nó ông ảnh này. Nó là hiệu UBC nhưng mà cái dây của nó là dây Japan nha. Nó có ghi chữ Japan đây. Hơi mở anh em nha, nó lấy nét hơi chậm ạ. Đây cái chữ ở đây, cái chữ của nó là Japan Limited, có nghĩa là hàng của Japan nó mạ đồng ở đây, nó mạ đồng vàng ở đây nha. Mà đồng vàng trên những cái này này thì cái cọng này em đang bán với giá là 100.000, nó dài khoảng 60 cm nha, nó dài khoảng 60 cm, cũng rất là gọn gàng cho anh em là mà xài có nhu cầu xài ngắn nha. Đây cọng này 100.000 đây. Rồi và tiếp theo nữa là hai cái cặp này, hai cặp này là loại dây cao cấp nha. Dây cao cấp là đầu nó cũng là đầu mạ vàng luôn nhưng mà nó dây của nó dây cao cấp hơn, nó dài hơn. Nó dài hơn và cái đầu nó là đầu xịn luôn này. Đầu mạ vàng vẫn là đầu xịn luôn. Thì cái cặp này em đang bán với giá là 300.000. 300.000 một cặp này nha. Cũng là Japan hết. Cái dây này thì nó không có in chữ Japan. Nhưng mà nó ghi cái thương hiệu dây của hãng nổi tiếng của bên Japan nha. Và trên cái đầu của nó cũng in chữ luôn. Đấy, in cái hiệu tên của nhà sản xuất nha. Đấy, mạ vàng rất là đẹp. Mạ đồng vàng nha. Và cái dây này thì nó cũng là 6 đầu, 3 đầu thẳng và 3 đầu cong nha. Đây này, 3 đầu cong này dành cho anh em nào mà có không gian thèo hẹp đấy thì sử dụng cái dây đầu này. Và đây là 3 đầu thẳng của nó đây, 6 đầu. Còn cái đầu này cũng vậy, đầu này là 6 đầu thẳng, cái cong này là 6 đầu thẳng. Nó cũng là mà vàng đồng hết nha. Đây này, mà vàng đồng hết này, rất là vàng đấy, rất là vàng ạ. Tín hiệu truyền tín hiệu rất là tốt, nó không có bị nhiễu sóng hay ù xè nha. Nó cũng giảm được cái tình trạng nó rất là nhiều. Còn cái cặp này thì nó không có in chữ Japan lên nha. Nó không có in chữ gì hết. Nhưng mà đồ xịn hết nha. Cái cặp này em đang bán riêng là 300.000, bác nào mua thì liên hệ cho em nha. Rất là dày. Dây nó rất là dày và rất là nặng. Đây một cặp này là 300.000 nha. Đây nè, cặp này 300.000 này, em sẽ để riêng đây. Còn những cái cặp này thì đồng giá là 100.000 hết. 100.000. 100.000 một sợi như này nha. 100.000. Thì những cái sợi này cũng là hàng của Nhật, UVC. Cũng in chữ Japan lên ở đây, limited, nhưng mà nó cái đầu nó không có mạ được mạ vàng nha. Đấy, Japan limited. Nó không được mạ vàng. Cái đầu nó cũng là đầu bằng bạc thôi, bạc trắng thôi. Và cái này cũng vậy, cũng là 100.000. 100k, dây này cũng rất là dài, dài khoảng 2 mét nha. Đấy, hai cái này đồng giá 100.000 một cộng. Và cái dây này nữa, cái dây này cũng là dây hàng bãi của Nhật. Đầu nó cũng là đầu được mạ vàng này, em để ý này, đầu nó rất là vàng nha. Ba đầu, dài khoảng 2 mét nha. Và cái dây này nó cũng không có in chữ gì hết anh em ạ, nó không in chữ gì hết. Em cũng bán đồng giá là 100.000. Đấy, 100.000 cái này. Rồi và tiếp theo nữa là một dây giắc bông sen 305 dành cho anh em là cái nút điện thoại này. Dây này cũng là hàng Japan, cũng là ghi cái chữ ký hiệu của nhà sản xuất đây. Nên nó chậm quá. Còn đây là chữ Japan này.
đây là chữ Japan nha, đây nó có ghi in chữ Japan lên. Đây là hàng dép 35, hàng của Nhật, nó dài cũng cạm 1,5 m đổ lên anh em ạ, 1,5 m nha. Và cái dây này cũng đang bán với giá là 100.000, sợi dây 35, đây dây 35 nha. Rồi và giá cả em cũng xong rồi anh em nha. Đây em sẽ báo giá lại cho anh em từng dây để cho anh em nắm rất chi tiết nha. Rồi đây là đồng giá là 100.000 nha, 100.000 là nhiêu đồng giá đây, đây là 100.000, 100.000 và 100.000 đây. Còn trên đây cũng là 100.000, 100.000 và riêng cái cọc này là 300.000 nha, 300.000 là một cặp này nè. Nè, 300.000 là hai cái này nha. Đây là dòng loa dây AV cao cấp hơn, 300.000. Anh em muốn sở hữu cái dây nào thì chụp hình và đánh dấu lại xong rồi gửi qua bên Zalo cho em xem nha, để em chốt dây ạ. Rồi em xin kính chào ạ.